Nói thật với tất cả anh chị em, mà quan trọng là chúng em chọn lọc gỗ. Anh chị em đang xem kênh YouTube của em, đừng quên ủng hộ em Khánh một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Chân gỗ miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Trần Cô Xoan các bác anh chị em nhé. Xoan mà nhìn đẹp mà có thể nói rằng là ngang pơ mu đúng không ạ? Nói thật với tất cả anh chị em, mà quan trọng là chúng em chọn lọc gỗ lên kiến trúc, mọi thứ nó hài hòa, nó đẹp thì thực sự là gỗ gì nó cũng đẹp. Rồi nhá. Anh chị em đang xem kênh YouTube của em, đừng quên ủng hộ em Khánh một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Trần Cô Xoan ạ. Đấy, em quay chậm anh chị em xem này. Em Khánh đây. Hoàn hảo đúng không ạ? Quá đẹp. Chân cột luôn. Ở bên cạnh gỗ Xoan nhà em Khánh, Trần Cô miền Bắc còn có cả gì ạ? Bơ mu, gõ đỏ, gỗ hương cho tất cả các bác em chị em lựa chọn thoải mái, sao cho phù hợp với nhu cầu, phù hợp với sở thích và phù hợp với túi tiền của mình. Đó là cái điều quan trọng. Cảm ơn tất cả các bác anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều ạ. Đây. Em vừa phun sơn xong, đồ đạc mọi thứ bây giờ là sẽ dọn đồ lên xe tải và sau đó là tạm biệt. Tạm biệt Vĩnh Phúc. Đây là công trình em thi công cho một anh trai có tải Phúc Yên Vĩnh Phúc. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và em là Khánh. Cảm ơn rất nhiều ạ. Chân gỗ miền Bắc, nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.